Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình Cao bằng hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 1 Hôm nay cũng là ngày 30 Tết. Có lẽ là vào hôm nay những người xa quê đã về nhà gần hết. Sự tất bật hối hả của tháng ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thành thời khác lạ. Một năm cũ sắp khép lại với biết bao lo toan thường nhật và một năm mới cũng đang đến, hứa hẹn những điều mới mẻ, bình an ở phía trước. Chương trình cho ngày mới hôm nay sẽ là những thông tin bài viết được cập nhật trong ngày cuối năm. Phần cuối sẽ là một số lời khuyên giúp bạn và người thân tránh bị dị ứng thực phẩm trong mùa lễ Tết. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Đề cập đến việc Việt Nam đảm nhận vai trò kép trong năm nay, Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời nâng vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp vào các vấn đề lớn trên thế giới, vấn đề toàn cầu. Chủ đề chúng ta đề xuất được các nước tham gia với số lượng cao kỷ lục, không chỉ thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ với báo giới vừa qua phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh chủ trì phiên thảo luận mở của hội đồng bảo an một điều rất đáng mừng và không ít ngạc nhiên là chủ đề chúng ta đề xuất được các nước tham gia với số lượng cao kỷ lục không chỉ là các thành viên hội đồng bảo an tại phiên thảo luận mở các nước thành viên của liên hợp quốc đều tham gia Tôi xem lại các cuộc họp của Hội đồng Bảo an, số lượng cũng chưa bao giờ đạt mức như tại cuộc họp mở của chúng ta khi có 110 nước tham gia. Điều đó cho thấy chủ đề chúng ta đặt ra, đề xuất của Việt Nam là rất phù hợp và đúng thời điểm, Phó Thủ tướng chia sẻ. Ông cho rằng việc Việt Nam nêu quan điểm các nước, đặc biệt là các ủy viên của Hội đồng Bảo an, phải là đi đầu tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc. Điều này đáp ứng suy nghĩ chung của các thành viên khác. Điều này cũng cho thấy Việt Nam đã đi đúng hướng dòng chảy cũng như lợi ích của các nước tạo được sự quan tâm với chủ đề đưa ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam còn có một vai trò hết sức quan trọng là Chủ tịch ASEAN. Trong vai trò này, Việt Nam cũng rất mong muốn chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng đáp ứng quan tâm chung của các nước ASEAN hiện nay. Học sinh sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Đó là nội dung đáng chú ý nhất được đưa ra tại dự thảo nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh sinh viên sư phạm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, học sinh sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh sinh viên sư phạm theo học, nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của chính phủ. Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liên kế với năm học hiện tại do nhà nước công bố. Như vậy nếu theo dự thảo nghị định này, học sinh sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Hiện tại sinh viên, học sinh sư phạm mới chỉ được miễn học phí. Gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động, từ dịch vụ đổi tiền trên mạng đến đổi tiền trực tiếp, với mức phí cao chót vót lên tới 30%, bất chấp vi phạm pháp luật. Hiện nay, thế giới đổi tiền online rất phong phú. Không khó để tìm kiếm một địa chỉ đổi tiền. Khách có nhu cầu, chỉ cần ngồi tại nhà gọi điện là có thể đổi tiền lẻ. Tiền 10.000 đồng, phí 14% tiền 20.000 đồng phí 12%, đặc biệt tiền mệnh giá 50.000 đồng phí lên tới 70% nhưng lượng tiền vô cùng hạn chế, kể cả chấp nhận mức phí 70% vẫn khó kiếm. Dạo một vòng các phố ở Hà Nội như Đinh Lễ, Chùa Hà, Hà Trung, đầu đầu cũng tấp nập người hỏi đổi tiền lẻ. Các cửa hàng cũng luôn sẵn sàng phục vụ với đủ các loại mệnh giá. Đắt nhất là tiền mệnh giá 10.000 đồng, phí đổi lên đến 30%. Còn các loại mệnh giá khác phí cũng dao động từ 10 đến 20%. Bên cạnh dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ trong nước, không ít cửa hàng cũng cung cấp đổi tiền ngoại tệ dù việc đổi ngoại tệ bị cấm. Tờ 2 đô la được coi là thông dụng nhất với mức phí đổi khoảng 22%. Theo quy định, hành vi đổi tiền không đúng pháp luật sẽ bị phạt. Ngân hàng nhà nước cũng đã nghiêm cấm cán bộ ngân hàng, các tổ chức tín dụng tiếp tay cung cấp tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng tranh lệch, kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông nhưng còn mới để tập hợp thành thép, bó. Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu lại được từ việc đổi tiền lẻ quá lớn nên dù biết là phạm luật nhưng vẫn không ít người vẫn cố tình vi phạm để kiếm lời. Mùa phim Tết canh tí 2020 đang đón nhận những phim ngắn miễn phí trên mạng chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng. Đa phần nội dung của những bộ phim này đều mang đậm tính nhân văn về những phận đời nhỏ bé trong xã hội hoặc những câu chuyện gia đình gây xúc động. Việt Hương là nghệ sĩ đầu tiên tung ra series hài về quê ăn Tết trên Youtube, mở màn cho mùa phim Tết nhộn nhịp. Series 3 tập phim, ngoài những mảng miếng gây cười, còn lồng ghép thông điệp về những khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ, sự thấu hiểu nhau giữa các thành viên trong gia đình. Web drama bố già của Trấn Thành vừa ra mắt đã lập kỷ lục về lượt xem, nhanh chóng có mặt trong top thịnh hành của Youtube. Mỗi người một nét diễn có duyên đã tạo nên một bức tranh tình làng nghĩa xóm đầy đủ hỉ nộ ái ố trong một chung cư nghèo tại Sài Gòn. Phim gồm 5 tập với thời lượng 50 phút một tập, đang được khán giả đánh giá cao bởi nội dung hấp dẫn, sâu sắc và giàu tính nhân văn. Nữ diễn viên Hải Nam Thư gây bất ngờ với series Nhà trọ có quá trời phòng, được khán giả nhận xét đây là web drama tốt nhất mà cô từng sản xuất. Phim xoay quanh cuộc sống nghèo tiền nhưng giàu tình nghĩa nơi xóm trọ có đủ thành phần hạng người sinh sống. Trong khi đó, anh Vi Cá Quách Ngọc Tuyên, từng nổi tiếng với web drama Vi Cá tiền truyện, trở lại với phim Cái Tết của thằng khờ phần 2. Phần 1 đạt được hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 2 tuần và là phim Tết được xem nhiều nhất trên YouTube mùa Tết 2019. Tết Nguyên đán canh tí 2020 đang cận kề. Ngày cuối cùng của năm, mỗi người đều nỗ lực hoàn thành nốt phần việc của mình để chuẩn bị về bên gia đình đón xuân với bao niềm vui, hào hức đợi mong. Còn gì vui hơn khi được về bên gia đình trong không khí hân hoan chuẩn bị đón năm mới, đầm ấm bên mâm cơm ngày Tết và kể cho nhau nghe bao câu chuyện buồn vui, thành quả đạt được sau một năm cố gắng phấn đấu những bộn bề lo toan cho cuộc sống phía trước sẽ tạm lắng lại để nhường chỗ cho tiếng cười vui vẻ hạnh phúc. Qua những câu chuyện ấy và lời chúc tốt đẹp cho năm mới, chúng ta cũng dễ mở lòng, thông cảm để bỏ qua cho nhau những hiểm khích, ấm ức khó nói trong năm bàn chuyện xung họp vào ngày cuối năm chúng ta hẳn chưa quên và nhói lòng trước một số vụ việc xảy ra ở một vài gia đình trong năm vừa qua chỉ vì tranh chấp xích mích nhỏ trong gia đình anh em dòng họ mà dẫn đến mất đoàn kết mất tình mẫu tử tình anh em ảnh hưởng đến đời sống chung ở làng xóm song đó chỉ là số rất ít trong số hàng chục triệu gia đình Việt Nam. Bởi cùng với lòng tự tôn, tự hào dân tộc, mỗi người dân Việt Nam còn luôn mang trong mình niềm tự hào về truyền thống và mong muốn góp công sức trí tuệ xây dựng gia đình, dòng tộc trở nên hưng thịnh, đóng góp chung vào sự phát triển của quê hương đất nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mất đoàn kết trong gia đình, dòng tộc. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do sự thiếu gương mẫu của người làm cha làm mẹ hoặc quá trình giáo dục con cái chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Vì thế, để xây dựng mối đoàn kết trong gia đình thì trước hết mỗi bậc cha mẹ phải là tấm gương sáng về nhân cách sống, thực hiện giữ gìn nền nếp gia phong của gia đình, dòng họ, đối xử công bằng với các con. Cùng với đó là chấp hành nghiêm và thường xuyên nhắc nhở giáo dục con cháu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đơn cử ngay trong dịp Tết này, những quy định pháp luật như không mua bán sử dụng pháo nổ, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, gây dối trật tự an toàn xã hội, không lái xe khi đã uống rượu bia, nếu không được cha mẹ, những người có uy tín trong gia đình dòng họ nhắc nhở chỉ bảo, giám sát con cháu thì rất dễ dẫn đến những trường hợp vi phạm pháp luật. Với người làm con cháu, trước hết phải sống đúng đạo làm con, sống hiếu thảo, kính trên nhường dưới, bình tĩnh lắng nghe lời phải trái. Tin rằng với tinh thần trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình cùng sự mở lòng khi chào năm mới, chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán canh tí 2020 trong niềm vui đoàn viên, đoàn kết và an toàn ấm cúng. Cao Bằng vinh dự tự hào là nơi Đảng và Bác Hồ chọn xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập mặt trận Việt Minh, lãnh đạo đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Từ nơi cội nguồn cách mạng, những người con ưu tú của Cao Bằng kiên trung trong những năm đầu gian nan, mở đường cách mạng phát triển ra cả nước để giành độc lập dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân xã Trường Ngà hôm nay đang đoàn kết, phát huy nội lực, xây dựng xã phát triển, xứng đáng với quê hương cội nguồn. Cách đây 79 năm, ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ, Tị, từ tịnh Tây Trung Quốc vượt qua cột mốc 108 biên giới Việt Trung, bác đã trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, chọn Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nơi địa đầu phía Bắc Tổ quốc để xây dựng căn cứ địa cách mạng, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng cả nước. Người về chỉ lối, Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc của cả nước. Trải qua gian nguy rèn luyện, nhiều thế hệ con em các dân tộc Cao Bằng trở thành lực lượng tiên phong phát triển phong trào cách mạng về xuôi. Bác Bó, suối nguồn cách mạng hôm nay là một trong những địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các lớp thế hệ hôm nay và mai sau. Để làm tốt công tác phục vụ du khách, Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hạ tầng các hạng mục công trình, thì các cán bộ nhân viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt bác bó hôm nay luôn ý thức được trách nhiệm của mình và thấy trào dâng niềm tự hào khi được học tập và công tác nơi di tích lịch sử cách mạng. Tự hào hơn, bác bó được chọn làm điểm khởi đầu con đường Hồ Chí Minh. Nhiều du khách đến để tham quan học tập và tìm hiểu truyền thống cách mạng, cuộc đời hoạt động gian khổ và tinh thần lạc quan cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm trường hà hôm nay cảnh sắc đã có nhiều đổi thay song mỗi nhành cây ngọn cỏ vẫn còn như in dấu chân người trước đây nhân dân các dân tộc xã trường hà theo người đi làm cách mạng phát huy truyền thống quê hương anh hùng trường hà là một trong những xã đầu tiên được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh cao bằng đến nay nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước và sự đồng thuận phát huy nội lực nhân dân, xã Trường Hà đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo, cuộc sống người dân đã đổi thay nhanh chóng. Cách đây 79 năm dân bản bác bó đồng lòng theo cách mạng vùng đất Việt Minh, đoàn kết đùm bọc trở che các đồng chí cán bộ cách mạng. Hôm nay Hà Quang đang là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới của Cao bằng để xứng đáng với lời căn dặn của bác. Đảng bộ và chính quyền nhân dân Hà Quảng tập trung phát huy truyền thống cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Một mùa xuân mới lại về trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Từ mùa xuân đầu tiên sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước. Ngày trở về tổ quốc, trước mắt người chỉ là mùa xuân trên một cánh rừng biên giới. song thật kỳ diệu, lịch sử đã đi những bước đi ngàn dặm. Chỉ 4 năm sau, tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố với thế giới một nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Dịp lễ Tết với những bữa tiệc triền miên có thể mang đến nhiều hiểm họa bệnh tật cho chúng ta, trong số đó không thể không kể đến dị ứng. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn và người thân tránh bị dị ứng thực phẩm trong mùa lễ Tết này. Bí kíp tránh dị ứng thực phẩm trong dịp lễ Tết Đầu tiên, giữ an toàn tại nhà. Ăn uống tại nhà giúp bạn kiểm soát được những loại thực phẩm mà bạn sẽ chế biến. Đây là lựa chọn an toàn nhất. Bạn có thể chỉ chuẩn bị thức ăn an toàn, thậm chí có thể báo trước cho khách biết họ nên mang gì và không nên mang gì đến góp vui. Nếu bạn chuẩn bị những thực phẩm chứa chất gây dị ứng, hãy đặt chúng ở khu riêng biệt, ngăn các chất dị ứng lây nhiễm chéo. Thứ hai, tập trung vào thực phẩm lành mạnh chưa qua chế biến. Hãy gạt các món thịt hầm phức tạp và các loại thực phẩm đóng gói sang một bên. Thay vào đó, bạn có thể chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng hợp khẩu vị như rau, nướng với dầu ô liu và các loại thảo mộc, cơm lẫn đỗ, xà lách trái cây tươi. Bạn hoàn toàn có thể trải qua một kỳ nghỉ mà không hề bị dị ứng bằng cách sử dụng các sản phẩm lành mạnh thay thế. Sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, hạt lanh, nước sốt táo thay vì dùng quá nhiều trứng, bơ hướng dương thay cho bơ đậu phộng. Đây là những gợi ý thay thế đơn giản, song vẫn mang lại kết quả khá tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng đồ uống không chứa sữa thay cho sữa bò. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng các sản phẩm không chứa chất gây dị ứng thì việc đọc nhãn dán vẫn là một việc rất cần thiết. Các nhà sản xuất thường thay đổi công thức hoặc cách gọi, vì vậy hãy thật cẩn thận. Bạn có thể ngăn việc lây nhiễm chéo bằng cách khuyến khích rửa tay thường xuyên và đặt khăn lau tay ở nhiều nơi trong nhà của bạn. Nếu bạn có kế hoạch đến nhà bạn bè ăn uống, hãy sắn tay áo vào bếp chuẩn bị để biết chắc rằng loại thực phẩm nào an toàn cho con của bạn. Nếu bạn nấu ăn, bạn có thể giúp đảm bảo rằng các món ăn đều chuẩn bị thế nào và không gây dị ứng. Đừng ngại hỏi chủ nhà về nhãn hiệu của các sản phẩm để tạo sự an tâm cho mình. Bạn có thể mang theo một số món ăn không có chất gây dị ứng cho chồng hoặc con của bạn. Nếu mang theo đồ ăn nhẹ và các món tráng miệng, vì một số món nướng thường là thủ phạm gây ra các phản ứng dị ứng thực phẩm mang đồ ăn như trái cây tươi với bơ hướng dương, cà rốt, bắp rang bơ, ngũ cốc thập cẩm và sô-cô-la, vân vân. Tụ tập là cơ hội tốt để nhắc nhở gia đình, bạn bè và những người khác về đặc điểm của trẻ. Khi ăn liên hoan tại nhà hay các nhà hàng, hãy nói với người tổ chức về bệnh dị ứng của con bạn. Hãy xác định các loại thực phẩm dễ gây dị ứng để người khác biết cách hướng dẫn bạn và luôn phải mang theo món ăn nhẹ phòng trường hợp không có lựa chọn an toàn. thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình cao bằng thay mặt những người làm chương trình kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc an khang thịnh vượng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau